Xin chào toàn thể cô chú anh chị em nhé. Cùng đến với chương trình live stream ngày hôm nay. Trước tiên sẽ chia sẻ cho anh chị em về một số cái mẫu xe mới về nha, một số xe K165 này, K190 nhé. Đây, ok. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình live stream ngày hôm nay. Cùng em Trọng xế đẹp. Xin chào toàn thể cô chú anh chị em nhé. Như cô chú anh chị em đang thấy, hiện tại em đang có rất là nhiều cái mẫu xe dòng xe Olin này. Đây, Olin dòng xe 3,5 tấn, IZ65 dòng xe 2,5 tấn. Ngoài ra thì về thêm một cái mẫu xe Kia K190 đã 2017 cũng mới về, xe thì cũng không lỗi lầm gì cả. Đây, đủ điều hòa, sạc sóng nguyên bản. Đấy, hôm nay cũng có chia sẻ cái mẫu xe này trên cái kênh fanpage Facebook Trọng Xế Đẹp rồi. Và hiện tại đối với cái mẫu xe này thì em đang chia sẻ với cái mức giá cho mẫu xe này là 265 triệu đồng cho mẫu xe này các bác nhé. 265 triệu đồng cho mẫu xe Kia K190 đời 2017. Và đối với cái mẫu xe này thì mức giá vẫn còn thương lượng và giảm sâu cho cô chú anh chị em khi mà đang quan tâm đến mẫu xe này. Và mức giá sẽ rất là tốt nhé. Mức giá sẽ rất là tốt cho cô chú anh chị em. Hiện tại thì đang live stream, đang chia sẻ trên hai kênh fanpage. Thứ nhất là kênh fanpage Facebook Trọng Xế Đẹp, thứ hai là kênh fanpage Facebook là Xế Đẹp 88. Anh em mà đang theo dõi cái live stream này và cần quan tâm về cái mẫu xe nào thì có thể bình luận ở đây, em sẽ tư vấn nó kỹ càng hơn nhé. Hiện tại thì loa ủa lắm quá. Hiện tại thì đối với cái mẫu xe dòng xe K190 này thì có đầy đủ điều hòa rồi nhá, điều hòa các thứ ok đầy đủ hết rồi, xe cũng sẵn dùng thôi, xe thì cam kết cho anh chị em là không lỗi gì cả. Đó, đấy, tổng thành xe, đều xe, ghế bọc da rồi này, nội thất là ghế da này, trần nguyên bản này. Hiện tại thì đối với dòng xe K190 thì em đang còn 4 mẫu, một mẫu là 2015 màu trắng, hai mẫu đời 2016 màu trắng, và còn lại một mẫu màu xanh duy nhất, đó là mẫu đời xe 2017 này đây. Mua chính chủ luôn nhá anh nhá, mua chính chủ luôn. Đó, và đó là xe Kia K190 tải 1.9 đời 2017. Đủ đồ nhá, điều hòa đầy đủ rồi, sàn nguyên bản. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1 năm 2024. Đấy, tháng 1 năm 2024 đấy. Toàn bộ phần cột kèo này, keo chỉ này còn nguyên nhé. Và cái video livestream ngày hôm nay thì sẽ được em chia sẻ và phát lại trên kênh YouTube Xế Đẹp 88 vào khung giờ 3 giờ chiều ngày hôm nay các bác nhé. 3 giờ chiều các bác có thể xem lại ở đó để có thể cùng cập nhật những cái mức giá nó ưu đãi hơn nữa nhé, những cái mức giá ưu đãi hơn nữa đó. Ok, và đó là Kia K190 đời 2017 tải 1,9 tấn, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Đó, ok, à quên, sàn chưa lót, mà lót sàn rồi. Tiếp theo đây là một cái chia sẻ về những cái mẫu xe dòng xe Kia K165. Hiện tại thì K165 đã 2015 thì còn duy nhất mẫu này thôi. 88C06834. 88C06834. Kia K165 đã 2015. Hiện tại cái mẫu xe này thì em đang chia sẻ với cái mức giá là 280 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. 280 triệu đồng cho mẫu xe này. Tải thì vẫn là 2,4 tấn nhá, tải vẫn là 2,4 tấn. Điều hòa đầy đủ rồi này, sàn đầy đủ rồi này. Đấy, 2,4 tấn. Kia K165. Đối với dòng xe K165 thì lửa đầu đã 2015 thì nó sẽ có tải trọng là 1,65 tấn đủ. Còn lửa cuối đã 2015 thì nó sẽ có tải trọng là 2,4 tấn nhá. Tải trọng 2,4 tấn. Đây. Hiện tại thì K165 thì có đời 15 này, 16 và 17. 17 thì cũng có mới về thêm hai mẫu xe màu xanh dương còn tương đối là đẹp. Đã có hình ảnh em chia sẻ trên các cái fanpage rồi. Đấy, và đây là phần nội thất của chiếc xe này. Đã có hình ảnh chi tiết cho từng mẫu rồi nhá. Đấy, anh em mà quan tâm đến cái mẫu nào thì bình luận ở đây cho em, sau đó em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua tin nhắn Facebook hoặc là Zalo cho. Đây, Kia K165 đã 2015, biển số 88C06834. Mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe tải này 280 triệu đồng các bác nhé. 280 triệu đồng cho mẫu xe này. Và tất nhiên là còn bớt nhé, tất nhiên là còn bớt. Và những cái mẫu xe tùy vào từng mẫu xe nó sẽ có những cái mức giá dao động khác nhau tùy vào độ đẹp của từng xe các bác nhé. Nên là anh em mà quan tâm với những cái mẫu xe như thế nào thì cái nhu cầu công việc như thế nào thì bình luận cho em. Em chào anh Tuấn Vĩ nhé. Cho em xem con K190 đi. Đây, ok anh.
K190 đây. Đây chính là cái mẫu xe Kia K190. Đây là K190 đây, đời 2017 nhá. Nếu anh em thích màu trắng thì có thêm màu trắng. Đấy, quan trọng anh em thích màu gì. Hiện tại đang có màu xanh và màu trắng. Màu trắng thì có đời 2016. Xe cũng rất là đẹp, không lỗi gì cả. Em chào Nguyễn Văn Tỏa nhá. Có K165 đời 2017 không? Có anh ơi. Có K165 đời 2017 nhá. Đấy một ship, em sẽ chia sẻ xong cái mẫu xe K190 này, em sẽ chia sẻ đến những cái mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2017 cho anh xem. Và nếu như mà anh đang quan tâm thì back lại một chút về phần trang cá nhân của em, trang fanpage của em, fanpage Cà Phê Đẹp. Thì em đã có chia sẻ về những cái mẫu xe dòng xe Kia K165 rồi, hôm nay có chia sẻ rồi nhá. Đã có chia sẻ và cũng đã có một video chia sẻ nhanh rồi. Đấy. Và trước tiên sẽ là một cái mẫu xe đây, chia sẻ lại cho anh Tuấn Vĩ về cái mẫu xe Kia K190 màu xanh đời 2017, biển số Phú Thọ và biển số đăng ký đăng kiểm chính chủ luôn nhé, đăng ký chính chủ luôn. Đầy đủ điều hòa rồi, sàn sóng nguyên bản. Đấy, sàn sóng nguyên bản. Em chào anh Minh Thiện nhé, có con Audi 500B đời 2015 không? Em có anh ơi, hiện tại em đang có một mẫu xe 500B đời 2015 và đời 2016. 15 hiện tại em đang chia sẻ với cái mức giá là 235 triệu nhá. Đời 15 thùng mở 5 vách. Anh có thể nhắn tin lại fanpage và fanpage cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua cho nhá. Hoặc là đợi một chút em chia sẻ xong một số những cái câu hỏi của anh em thì em sẽ quay ra những cái mẫu xe dòng xe 500B. Em chào anh Khoa Đá Hoa Cương. Hoa Cương có con K3000 không thùng lửng? K3000 thùng lửng giờ tạm thời đang hết anh nhé. K3000 thùng lửng giờ tạm thời đang hết, giờ chỉ có K2700 và K125 thôi. Hiện tại cái mẫu xe Kia K165 đời, xin lỗi các bác, xe Kia K190 đời 2017 biển Phú Thọ này em đang chia sẻ với cái mức giá là 265 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. 265 triệu đồng nhá. Trước tiên thì xe kiểm tra thì đây, tổng thành xe sơn vẫn còn zin nhá, có bắn tỉa một số chỗ không đáng kể đâu. Tổng thành xe nguyên bản, toàn bộ phần cột kèo này. Đấy, toàn bộ cột kèo nguyên bản này. Đấy, keo chỉ này. Nội thất là ghế da này. Đấy, và mức giá 265 triệu đồng. Trong cái livestream ngày hôm nay, anh em mà đang quan tâm vào trong cái livestream ngày hôm nay nhá, em sẽ để cho cái mức giá rất là tốt. Với cái mức giá là 260 triệu thôi nhá, với cái mức giá là 260 triệu đồng trong cái livestream ngày hôm nay. Livestream ngày mùng 4 tháng 7 nhá. Cố một chút anh nhá, 500B nếu như tầm tiền 200 triệu thì anh thể cân đối về những cái mẫu xe 500B đời 2015 nhưng với cái thùng là 3 vách nhá. Thùng 3 vách thì nó sẽ có cái tầm giá khoảng tầm quanh khoảng tầm 200 thôi. Còn đối với thùng 5 vách thì giá sẽ nhỉnh hơn một tí anh nhá. Đấy. Em địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Nguyên anh ơi. Em sẽ nhắn tin luôn cho anh cái địa chỉ ở phần phản hồi đây. Đó địa chỉ của em ở Phú Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên này nhé. Em ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đấy, em ở ngay cuối cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thôi. Thế là anh em mà có đi qua thì có thể là bình luận với em nhé. Đó, ok. Đấy. Đây. Em đã có hình ảnh chi tiết cho mẫu xe này rồi. Đây, xe thì máy móc nguyên bản luôn. Và sàn sóng cũng rất là đẹp. Chiếc xe này thì chưa có lót sàn và toàn bộ phần ba vách thành này có thể mở được nhá, ba bừng thành có thể mở được. Đấy, mở được ba bừng này. Ok, anh đợi em, anh mình chạy đợi em một chút nhé. Em chia sẻ xong mẫu xe này em sẽ chia sẻ cho. K165 đẹp không? Hiện tại K165 đang có hai con đời 2017 xe đẹp anh nhá. Đấy, đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi. Thực ra về cái phần vạn thì tí em sẽ ngó cho, mà với em thì những cái phần vạn nó không quan trọng lắm đâu. Quan trọng nhất là thời điểm hiện tại xe nó có bị mục mọt, bị đâm va hay không, máy móc còn zin hay không nhá. Đây, và đây chính là phần lót, phần sàn sóng của chiếc xe, thùng sàn của chiếc xe Kia K190 đời 2017 nhá. Có thể thấy được rằng toàn bộ phần sàn sóng còn đẹp nguyên và sàn chưa có lót sàn, và có thể thấy là toàn bộ phần gân sàn sóng này nó còn đẹp nguyên bản như này, nó không bị lõm, không bị mối mọt gì cả và giữ nguyên form được như này nhá. Toàn bộ phần khung thành, phần khung thành thùng đây. Đấy, khung thành thùng đây. Đây, toàn bộ phần khung thành thùng đây. Nó còn nguyên, nó còn nguyên bản luôn. Đấy, một mẫu xe nguyên bản cho cô chú chị em. Đó là chia sẻ nhanh về một mẫu xe Kia K190 đời 2017. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe tiếp theo. Và ta xin được chốt giá lại cho cái mẫu xe này. Kia K190 đời 2017 em đang chia sẻ với cái mức giá
đó là 265 triệu đồng. Và trong ngày mùng 4 tháng 7, ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023, và trong livestream này cùng em Trọng, thì em sẽ để cái mức giá hợp lý hơn nữa với mức giá là 260 triệu đồng. Và vẫn còn giảm sâu nữa nhé. Giá vẫn còn giảm sâu nữa cho anh chị em. Quan tâm thì nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua các số hotline được ghi trên màn hình, đó chính là 0975 180 777 và 0981 188 765. Em chào anh Nguyễn Đức Anh nhé. Có giao lưu xe không? Có anh ơi, em giao lưu tất cả loại xe luôn. Những cái mẫu xe mà em hay có, ví dụ K2700, K3000, K190, K165 em đều giao lưu hết, kể cả dòng xe Olin. Đó, nếu mà anh em có xe con em cũng giao lưu luôn. Có con nào tầm 150 triệu không? Anh Sơn ơi, em chào anh Sơn Định nhá. Anh có cái nhu cầu mua xe mấy tấn thì anh có thể bình luận ở đây cho em nhé. Ví dụ là K2700 1 tấn 25 thì nó sẽ có một số dòng như là dòng 2009 để 10 gì đấy, trong tầm giá ở quanh quẩn tầm nhô 150 một tí nhá. Có xe 1 tấn 25 giá 200 đời cao không? Hiện tại thì em chào Đỗ Văn Hiệp nhá. 1 tấn 25 đời cao tầm mặt tiền 200 thì em có sự lựa chọn, một cái sự lựa chọn chia sẻ cho anh như sau. Đó là cái mẫu xe K2700 đời 2013 này. Hiện tại cái mức giá đang quanh quẩn tầm 200 thôi nhá. Và anh em lên xem xe trực tiếp sẽ có mức giá tốt hơn. Xe thì cam kết cho anh là xe không đâm va, máy móc nguyên bản. Đó là những cái mẫu xe K2700 đời 2013, hiện tại đang còn hai mẫu. Một mẫu xe màu xanh dương này và một mẫu màu xanh một đội. Đấy anh xem, 1 tấn 25 hạ tải nhá, K2700. Đó, quay trở lại với cả câu hỏi của anh Nguyễn Văn Toản, K165 đời 2017 xe đẹp không? Đây anh ơi, chia sẻ cho anh về cái mẫu xe Kia K165 đời 2017. Xe đẹp nhá, xe đẹp đây. Một mẫu xe màu xanh dương. Xe bên ngoài nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều, bởi vì là do đang bị ngược nắng, ngược sáng một tí nhá. Hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ với cái mức giá là 320 triệu. Và có mức giá rất là tốt, sẽ có mức giá tốt hơn rất là nhiều. Trong livestream ngày hôm nay sẽ để cho anh em mức giá là 315 triệu đồng nhá. 315 triệu đồng, anh em quan tâm thì kết nối với em. Và mức giá sẽ còn tốt hơn nữa. Mức giá sẽ vẫn còn tốt hơn nữa nhá. Đấy, xe thứ nhất em cam kết cho anh. Thứ nhất là toàn bộ đây. Toàn bộ phần cột kèo này, kính này, còn nguyên bản nhá. Đấy, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm từ tháng 2 năm 2024. Và tất cả những cái mẫu xe, dòng xe Kia K165 đời 2007 hiện tại đăng kiểm đang làm 1 năm một lần nhá. Đăng kiểm đang làm 1 năm một lần. Anh Nguyễn Đức Anh à, em có con Taco 990 muốn lên xe to thì sao anh? Em muốn K190. Không biết con 990 của anh là đời bao nhiêu anh nhỉ? 990 thì đó là dòng xe Taco Towner đầu dài. Đấy, nó sẽ có thường có những cái đời thùng nó sẽ dài tầm 2m4, nhớ không nhầm thì là thế, thùng dài 2m4. Đấy, máy xăng. Em chào anh già Dạp Cọc Hiến nhá. Bãi nhà anh Đạt à, em với cả Đạt là làm cùng chung bãi anh em nhá. Đấy, anh em mà đang muốn tìm Đạt hay tìm em Trọng thì lên đây đều gặp được em hết nhá. Đó, và đây chia sẻ tiếp theo, tiếp tục chia sẻ về mẫu xe Kia K165 đời 2017. Thì đây là một cái mẫu xe tải, tải trọng là 2,4 tấn. Toàn bộ phần sơn vẫn zin nhá, sơn vẫn còn zin này. Sơn dưỡng còn zin. Toàn bộ phần mã kính này, đời 2017 còn nguyên đây. Đây, mã kính đời 2017 còn nguyên. Toàn bộ phần keo chỉ còn nguyên nhá. Đấy, toàn bộ phần keo chỉ còn nguyên. Anh em mà đang quan tâm kỹ lưỡng về mẫu xe nào thì em sẽ quay một video review chi tiết cho. Đấy, chi tiết và gửi qua Zalo cho. Thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá. Nếu mà ở xa thì có thể những cái đánh giá nó kỹ càng hơn nhá. Và đây là toàn bộ phần cột kèo keo chỉ đây. Ok anh Hải nhá, đợi em chia sẻ xong mẫu xe này em sẽ chia sẻ cho anh Hải về cái mẫu xe K3000 trong tầm tiền 200. Đó. À, thùng kín thì cũng hơi căng nhỉ, bởi vì thùng kín đối với dòng xe đấy thì thực ra là cũng hơi khó bán. Thời điểm này cái dòng xe thùng, dòng kể cả dòng Kia thùng kín cũng đã khó bán rồi, chứ đừng nói đến những cái mẫu xe dòng xe Taco Towner máy xăng. Đấy. Rồi anh cứ nhắn tin qua fanpage cho em nhá. Nhắn tin qua fanpage Trọng Xe Đẹp cho em, xong rồi anh em mình sẽ trao đổi thêm nhá. Và đây là toàn bộ phần nội thất của nó đây. Ghế bọc da rồi. Trần thì cũng đã được làm trần rồi nhá. Trần rồi. Vẫn trần đây không phải làm trần. Trần thì vẫn là trần nguyên bản nhá. Trần nguyên bản thôi. Trang bị đầy đủ điều hòa rồi và có lót sàn. Theo cái thông tin chia sẻ ở trên cái đồng hồ của chiếc xe này. Chiếc xe này là đi được 7 vạn à. 8 vạn. 8 vạn 4. Đi được 8 vạn 4. Đấy. Thực ra cái thông số này thì cũng chỉ để anh em tham khảo thôi. Bởi vì có thể là nó chỉ là tham khảo thôi nhé. Chứ thực ra là nó cũng để đánh giá thì, và là thời điểm này đồng hồ thì nó cũng không phản ánh nhiều đâu. Quan trọng là chất xe thời điểm hiện tại thôi nhé. Em Trần Minh Thiện đời 2015 đăng kiểm là hiện tại đang là 6 tháng rồi nhé.
đợt 2015, tất cả đợt 2015 đăng kiểm đối với dòng xe tải, đăng kiểm hiện tại đang là 6 tháng anh nhé. 6 tháng hết đời xe, bây giờ bỏ hết 3 tháng rồi. Đây toàn bộ thành thùng đây. Thành thùng thì đây là toàn bộ phần tôn thành thùng nhà máy này, dập nhà máy này. Em chào anh Dũng Đoàn, có TMT tải 6-7 tấn cửa tiền 200 không. Hiện tại TMT tải 6-7 tấn thì em không có mẫu nào anh ạ, em đã không có dòng đấy. Giờ em tập trung chỉ có những dòng xe Olin thôi. Và đa phần đa số là những cái mẫu xe dòng xe Olin 3 tấn rưỡi nhá, 3 tấn rưỡi. Đấy, và đây, toàn bộ phần thành thùng đây. Đó, và phần sàn đây. Chiếc xe này nó có hai lớp sàn nhá. Một là lớp sàn sóng bên dưới đây. Có thể thấy là lớp sàn sóng này nó không bị mục mọt gì cả nhá. Nó không bị mục mọt gì cả. Đấy, chở hàng cũng không phải là hàng mặn. Không mục mọt gì cả. Và trên cái thùng sàn này thì nó có thêm một lớp sàn inox mỏng ở đây nhá. Nó có thêm một lớp sàn inox mỏng ở đây. Đây. Nó thêm một sàn lớp sàn inox mỏng ở đây. Đấy, trước đó người ta chở hàng cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Tôi thấy là toàn bộ phần khung thành thùng này. Đây, toàn bộ phần khung thành thùng này. Nó còn rất là đẹp nhá, nó còn đều. Đấy, nó bị hơi bị chóc sơn gì một tí, chóc hơn sóc sơn một tí thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn là nguyên bản, nó cũng không có sơn lại hay gì cả. Nó vẫn giữ nguyên được cái form của nó nhé. Đấy. Ok. Đây là một đấy. Tạm thời chia sẻ cho anh em về một cái mẫu xe này để cùng đến với những cái câu hỏi tiếp theo của những vị anh chị em khác. Đó, và đây là mẫu xe Kia K165 đời 2017. Hiện tại em đang chia sẻ với cái mức giá đó là 320 triệu đồng. Và trong cái livestream ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 7, và kết nối em Trọng, em sẽ để anh chị em những cái mức giá tốt hơn nữa với cái mức giá là 315 triệu đồng cho mẫu xe này trong ngày hôm nay nhé. 315 triệu đồng và tất nhiên lên xem xe trực tiếp vẫn còn giảm sâu hơn nữa nhé. Vẫn còn giảm sâu hơn nữa đối với những cái mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2017 này. Đó. Và cùng quay trở lại về câu hỏi của anh Nguyễn Ngọc Hải về cái mẫu xe tải Kia K3000 tầm tiền 200 triệu thì chúng ta có cái sự lựa chọn như sau. Hiện tại thì để cái mức giá rất là hợp lý thôi. Đọc luôn cho anh chị em cái mức giá bán cho cái mẫu xe này trong ngày hôm nay. 195 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2011 nhé. 195 triệu đồng cho mẫu xe K3000 đời 2011. Đọc luôn giá bán cho anh chị em. Biển số 17C00418 nhé. 17C00418 Kia K3000 đời 2011. Với mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe tải này là 195 triệu đồng. Xe cam kết cho anh chị em là không đâm va nhé. Toàn bộ phần mã kính này. Ok anh, sau cái mẫu xe K3000 này thì em sẽ chia sẻ cho anh về cái mẫu xe Olin 500B nhé. Đây, đây tổng mã kính đây. Đây mã kính này, còn nguyên bản nhá. Đấy, tổng thành nguyên bản, form vẫn nguyên bản luôn. Đăng kiểm tới tháng 11 năm 2023. Đấy, đăng kiểm tháng 11 năm 2023. Xe cam kết cho anh chị em là không đâm va. Và mức giá đang để đọc luôn cái mức giá bán cho anh chị em cho cái mẫu xe này. 195 triệu đồng các bác nhá. 195 triệu đồng, không biết anh Hải anh còn đang theo dõi được cái video này không. Đó, em đang chia sẻ về cái mẫu xe tầm tiền 200 triệu. Cụ thể cho mẫu xe này là 195 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2011. Xe có thể thấy là toàn bộ phần mắt kính còn nguyên bản nhá. Cột kèo cũng còn nguyên luôn. Cột kèo cũng còn nguyên bản luôn. Và với nội thất là ghế bọc da rồi này. Ghế bọc da này. Trần thì cũng đã được làm trần rồi. Nhá. Trần thì cũng đã được làm trần rồi. Ghế bọc da, trần làm trần rồi. Và đầy đủ điều hòa, sàn cũng đã lót. Xe cam kết không đâm va. Mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này trong ngày hôm nay 195 triệu đồng cho anh chị em nhé. 195 triệu đồng. Anh em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này hoặc là cần hình ảnh chi tiết thì có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Em sẽ gửi hình ảnh cũng như thông tin chi tiết cho từng mẫu xe cho nhé. 195 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2011. Tải trọng là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn nhé. 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn. Đó. Ok. Tiếp tới, chia sẻ về mẫu xe 500B. Đây là một cái mẫu xe Olin 500B đời 2015, thùng mở 5 vách. Và hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ với cái mức giá là 235 triệu đồng nhé. 235 triệu đồng cho mẫu xe này. Nếu như mà anh mua cái thùng 3 vách thì nó sẽ có cái mức giá là hợp lý hơn nữa nhé. Nếu mà thùng 3 vách thì nó sẽ có mức giá nó khoảng tầm 200 hoặc là dưới 200 một tí. Còn đối với cái thùng 5 vách này thì nó sẽ có cái giá nó nhỉnh hơn nhá.
Và đây chính là cái mẫu xe Audi 500B đời 2015. Thùng 5 vách. Vẫn dài 4m25 nhá. Đấy, tải 5 tấn, phanh hơi. Hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ với mức giá là 235 triệu đồng. Và trong cái livestream ngày hôm nay, đúng rồi anh ơi, em cũng chia sẻ từ đầu là em với cả Đạt là anh em làm chung nhau nhá. Lên gặp Đạt là có em mà lên gặp em là có Đạt. Đấy. Làm chung một cái salon là CT88 nhá. Đó. Tiếp tới là mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này trong livestream ngày hôm nay để cho anh em mức giá hợp lý thôi. 230 triệu đồng nhá. 230 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy. Và tất nhiên là mức giá vẫn còn giảm sâu. Anh em mà kết nối với em để cái mức giá. Nếu như đăng kiểm có đăng kiểm mới nhá. Đó, không vấn đề gì đâu. Đăng kiểm những cái mẫu xe này hiện tại đang là 6 tháng một lần nhá. Đó là 2015. Đó. 500B đấy, 2015 tháng 7. 27 tháng 7, cuối tháng 7 này. Đấy. Em chào anh Kiệt Bưởng nhá. Anh ơi có con K165 nào tầm tiền 200 không? 3 vách thì nó đây nhá, ví dụ em ví dụ nhá. À đây, đây là cái mẫu xe Kia K140 này. Nếu như gọi là 3 vách thì nó sẽ có một đây, ba bửng, một bửng này. Hai bửng này và nó sẽ ngắn như này thôi. Nó không dài, nó không cao như này. Đây gọi là 5 bửng. Đây thì đây gọi là 5 bửng này. Thì có thể mở được một này. Hai này, bên kia hai cái 4 và cái bửng đít này là 5. Đây gọi là xe 5. Đây gọi là xe 5 bửng. Đấy. Còn 3 vách thì nó sẽ giống như dòng Kia này, cái phần hơn. Cái phần vách dưới này nó sẽ thấp hơn như cái vách kia, cái trên kia nhá. Đó, đây là còn 5 vách, kia gọi là, đây gọi là 5 bừng nhá, đây kia là 3 bừng. Đấy, đấy là cái sự khác nhau, thì cái nhu công việc như thế nào thì nó sẽ sử dụng cái mẫu xe thế. Đó, nếu mà tầm tiền 3 xe 3 vách thì nó sẽ đầu lửa đầu đấy 2015 thì nó sẽ có 3 vách nhá, lửa đầu đấy 2015 đổ về trước nó sẽ 3 vách và mức giá sẽ hợp lý hơn. Đó, ok. Anh ơi có con Kia K165 từ cửa tiền 200 quay đầu không? K165 với cả những cái mẫu xe dòng xe Kia K3000, K40 thì nó đều chung form nhau hết. Máy móc cầm bệ y xì đúc không khác gì cả. Nếu như mà anh mua xe trong tầm tiền 200 thì anh có thể cân đối về những cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 cũng được nhá. K3000. Đây. Với tải trọng là 1 tấn 4 hạ tải nhá. Với tải trọng là 1 tấn 4 hạ tải. Xuống còn 1 tấn 2, 1 tấn 1. Đấy, máy móc của bệ y xì, thùng nó dài 3m4. Còn đối với dòng xe Kia K165 thì thùng nó dài 3m5 nhá. K165 hoặc là K140 thì thùng nó sẽ dài là 3m5. Đó, và hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ với cái mức giá 3 vách thì vẫn là 5 tấn. Mà 5 vách thì vẫn là 5 tấn anh nhá. Không thay đổi đâu, không khác gì nhau cả đâu. Chỉ mỗi là cái thuận lợi công việc sẽ hơn hay như thế nào thôi. Ba vách tải vẫn là 5 tấn đối với dòng 5B, không khác gì nhau cả. Đó. Và đây là K3000 đã 2011, cái mức giá đang chia sẻ là 195 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. 195 triệu đồng cho mẫu xe này. Anh em mà đang quan tâm thì nhanh tay kết nối với em để có cái mức giá nó hợp lý hơn nữa nhá. Mức giá nó ưu đãi nữa. Và tất cả những vị khách đang bình luận ở đây thì một xíu nữa em sẽ nhắn tin để em gửi hình ảnh chi tiết những cái mẫu xe mà anh em đang tham khảo qua cho nhá. Những cái mẫu xe anh em đang tham khảo qua cho. Em gửi cho cô chú anh em tham khảo. Quan tâm mẫu nào thì bình luận thêm. Ngoài ra thì em đang còn rất là nhiều những cái mẫu xe dòng xe. Đây, 500B đây. Đây cũng là một mẫu xe đời 2016. Hiện tại đang để cái mức giá hợp lý thôi, 250 triệu nhé. Vẫn còn có bớt. Thùng thì dài như nhau nhé. Thùng thì vẫn dài 4m25 anh nhé. Thùng vẫn dài 4m25 đầu lòng. Nói chung tổng thành nó gần như không khác gì nhau cả. Khác mỗi là ông này thì thùng 5 vách mở tốt hơn. Ông kia thì thùng 3 vách nó ngắn hơn thôi. Nó khó mở hơn một tí thôi. Không vấn đề gì cả nhá. Máy móc y xì, cầm bệ y xì. Khác mỗi là ông thì 3 vách, ông thì 5 vách thôi. Đó. Và đây là nội thất của chiếc xe Olin 500B đời 2016 nhá. Đời 2016. Đấy, tải 5 tấn. Hôm nay sẽ chia sẻ nhanh một số cái mẫu xe thôi. Thực ra là tính là làm một cái video báo giá riêng từng cái mẫu xe, nhưng mà thực ra cái thời lượng nó cũng, thời gian nó không có nhiều. Nên tranh thủ buổi trưa livestream này xong sẽ chia sẻ lại cái video này lên YouTube thôi. Thì anh chị em có thể là tham khảo một số cái bài chia sẻ của em trên kênh fanpage Facebook Trọng Xe Đẹp là 1 này, kênh fanpage Facebook Xe Đẹp 8 là 2 này, và kênh YouTube Xe Đẹp 8 cũng là kênh của em luôn nhá, cũng là kênh của em luôn.
thì có chia sẻ rất là nhiều cái dòng xe. Ta thời điểm này ta thời điểm là những cái mẫu xe đang ở cái mức giá chạm đáy rồi, nên là anh em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe nào, kể cả Kia lẫn Udin thì nhanh tay nhá. Nói về thùng lửng thì hiện tại em đang còn một vài mẫu như đây. Trước tiên chia sẻ về cái mẫu Suzuki nhá. Đấy, có thêm một cái mẫu Suzuki này. Đây là một cái mẫu xe Suzuki là 2014 nhá. Đã 2014, tải thì 6 tạ rưỡi. Em này tải 6 tạ rưỡi nhá. Thùng máy xăng, đây một mẫu xe máy xăng. Em này thì đang để cái giá hợp lý là 138 triệu nhá. 138 triệu thôi. Đấy, Suzuki là 2014. 138 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy. Lâu rồi cũng chưa có cái video là báo giá tổng hợp. Thôi, chia sẻ tạm như này nhá. Và cố gắng là sắp xếp thời gian chiều nay em sẽ chia sẻ thêm về những cái mẫu xe báo giá tổng hợp và kỹ càng hơn về cái mẫu xe Kia K 2100 nữa nhá. Đó. Thùng lửng thì hiện tại đang còn hai mẫu này thôi. Những cái mẫu xe thùng lửng này thì sẽ hợp hơn với những anh em nào chở cây cảnh, chở nước, chở những cái mặt hàng khoảng tầm 2 tấn quay đầu nhá. Em chào anh Phương Chu Phương nhá. Có con K3000 thùng kín nào không? K3000 thùng kín thì tạm thời đang chưa có mẫu nào. K3000 thùng kín giờ tạm thời đang hết rồi. Hiện tại giờ chỉ có những cái mẫu xe K2700 thùng kín, K190 thùng kín. Và khả năng là mai ngày kia là sẽ lên sóng cho anh chị em thêm một cái mẫu xe, đó là mẫu xe Kia K165 thùng kín nhá. Tầm một vài hôm nữa là sẽ xong, thì sẽ lên sóng cho anh em những cái mẫu xe K165 thùng kín cũng mới về thôi, tải 2.4 đó. Đây đây là hai mẫu xe Kia K2700 thùng kín cũng như là K125 thùng xin lỗi các bác, Kia K2700 thùng lửng cũng như là Kia K1 cắt lỗ thì đây thời điểm này cắt thì cũng cắt sâu đấy, đấy nhá, anh cứ nhắn tin trực tiếp cho em, anh em mình cân đối cho dễ nhá. Nhưng thực ra cắt thì cũng cắt lỗ nhiều rồi, thực ra giá thời điểm này cũng là thời điểm giá đang cắt lỗ rồi nhá. Nhập vào thậm chí là thời điểm một vài tháng trước đã nhập vào nó đã cao hơn cái mức giá bây giờ đang bán khá là nhiều rồi, đã cao hơn rất là nhiều rồi nhá. Đấy, thực ra cắt lỗ cũng đã cắt rồi, ra giá thời điểm này cũng đã chạm đáy rồi. Mỗi con đối dòng xe Udin thì mỗi con em đã lỗ khoảng tầm ít nhất là 20 triệu rồi. Đấy, đọc giá cắt lỗ rồi đấy. Chứ thực ra là để mà xe đẹp thì không có giá rẻ, không thể mua được xe đẹp với giá rẻ được. Đấy, em chia sẻ luôn là như thế. Đó, và đây là mẫu xe Kia K125 đời 2014. Hiện tại đang để cái mức giá là 220 triệu nhá. 220 triệu thùng lửng. Tải 1.25 đủ, thùng dài 3m 25 nhá. K3000 đời 2013, hiện tại thì K3000 đời 2013 thì ở đây. K3000 đời 2013 thì giờ đang để cái giá hợp lý thôi. 320 nhá. 320. Đây. Đây là em K3000 đời 2013 đây. Hiện tại em để cái mẫu xe này giá hợp lý rồi, 320 thời điểm trước thì để cái mức giá là 330, bây giờ thì thôi cũng thị trường nó xuống rồi thì cũng phải theo thôi. 320 triệu trong livestream ngày hôm nay nhá. 320 triệu đồng trong cái livestream ngày hôm nay, anh em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe Kia K3000 đời 2013 thì đây. 320 triệu đồng, anh em lên xem xe lộc lá tí nữa. Xe tổng thành xe thì không lỗi gì cả nhá, xe không lỗi đâm va. Đấy, máy móc chất không hơi thừa. Tổng thành gầm bệ tương đối là đều nhá, tương đối đều xe. Đấy, thời điểm này thì đa phần là toàn xe đẹp thôi nhá. K3000 đời 2013 để mức giá hợp lý trong ngày hôm nay, 220 triệu đồng trong livestream này nhá. Ok anh. Anh Thiện, anh để lại cho em số điện thoại nhé, hoặc là anh gọi điện trực tiếp vào số 307 cho em, 0975180777 cho em nhé. Sau đó kết nối Zalo xong em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn và em tư vấn kỹ càng hơn cho anh về những cái mẫu xe đó nhé. Hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em được nhé. Ok. 3 tấn rưỡi mùi bạt thì phải nói là rất là nhiều. Hiện tại thì em đang tập trung chủ đạo những cái mẫu xe dòng xe máy điện. Từ những cái mẫu xe đời 2018, trước mặt cô chú anh chị em là những cái mẫu xe đời 2018 nhé. Đây. Udin 350 đời 2018. Em chào anh Hữu Chiến nhá. Có con nào rẻ dưới 100 không? Không biết là anh Chiến đang cần tìm xe mấy tấn nhỉ? Anh em cần tìm xe mấy tấn thì có thể bình luận cho em biết là cái thông tin là muốn mua xe mấy tấn để em có thể là dễ chọn lọc cho anh hơn nhá. 350 đời 2018. Kế bên thì là Udin 700 đời 2021. Đối với đời 2018 này thì em đang chiếc xe này, em đang chia sẻ với cái mức giá là 275 triệu đồng cho mẫu xe này. Ga cơ 3 tấn rưỡi thì hiện tại đang không còn anh ạ. Hiện tại thì ga cơ mới hết rồi. Vừa rồi bán một con thì em cũng ship vào trong Lâm Đồng rồi. Vừa mới ship vào Lâm Đồng đồng thời gian thôi.
Đấy. Có con Kia nào 1,5 tấn không? Kia 1,5 tấn thì 1,5 tấn thì chỉ có sự lựa chọn thứ nhất là dòng xe Kia K3000 thì nó sẽ có tải là 1,4 tấn hạ tải nhé, 1,4 tấn hạ tải. Đấy, ví dụ như con này cân đối nhất là dòng xe K3000, nếu mà anh chở nặng chở khoảng tầm 3 tấn hoặc là 3,5 tấn quay đầu hoặc là 4 tấn, nhiều lắm thì 4 tấn đấy, quá tải đấy là khi mình chở quá tải nhá. Nhưng mà chở quá tải khoảng tầm 3,5 tấn quay đầu chở nặng hoặc leo đèo nhiều thì lấy dòng K3000, nó cũng là một sự chọn khá phù hợp. Hiện tại K3000 của bên em thì nó rải rác tầm tiền từ 160 cho tới chiếc này là đời 2013 này là hiện tại đang còn là đời cao nhất đấy. Còn đời 2014 thì bán rồi. Chiếc này thì đây, cái này thì đang để cái giá hợp lý là 220 nhé, 220. Em chào anh Bùi Văn Thưởng nhé, 9 tạ dưới 100 có không anh? Em có nhé, có dòng xe Taco Towner. Một xíu nữa chia sẻ cho anh nhé. Đây, K3000, 1,4 tấn hạ tải. Đấy, thùng bệ dài lọt lòng 3,4 m. Điều hòa đầy đủ, lốp sàn đầy đủ, xe căng không va, pháp lý đảm bảo nhá. Đó. Ok anh Thiện nha, một xíu em sẽ gọi cho anh. Anh Hữu Chiến 2,5 tấn tầm tiền dưới 100 thì không có anh ơi. 9 tạ dưới 100. Rồi ok, đấy K3000 rất là nhiều. Anh em mà đang cần tìm những mẫu xe làm xe tầm 4, tầm rưỡi thì dùng K3000 nó khá là phù hợp. Hoặc là cao hơn, tầm tiền cao hơn thì có thể là cân đối những cái mẫu xe làm xe Kia K140. K140 thì nó có từ đời 2014, hiện tại thì đang có một số cái mẫu xe đang chia sẻ với cái mức giá tầm 245 triệu đồng. Em chào anh Đạt Kia nhá. Hiện tại thì đây K140 đời 2014, hiện tại cái mẫu xe biển số 20C này thì em đang chia sẻ với cái mức giá là 245 triệu thôi nhá. 245 triệu đồng cho mẫu xe này đời 2014. Đăng kiểm thì vẫn 6 tháng một lần, đăng kiểm tới tháng 12 năm 2023. Đây. Đăng kiểm tới tháng 12 năm 2023 và đây là mẫu thông tin về một mẫu xe Kia K140 đời 2014. 500B thời điểm này hiện tại đang còn hai con đấy. Con đời 2015 với cả con 2016 đấy. Một con màu xanh, một con màu trắng đấy. Chứ thực ra thời điểm này thì thực ra thị trường xe nó cũng đang bị chao đảo, nó thay đổi khá là nhiều. Nên nó cũng không nhập về nhiều, giờ chỉ còn một vài mẫu ấy thôi. 500B còn một vài mẫu thôi. Nói chung anh cứ lên xem xe, em sẽ cố gắng tạo điều kiện để anh có thể là mua được những cái mẫu xe 500B với cái mức giá nó hợp lý nhất nhé. Em sẽ cố gắng tạo điều kiện, anh cứ lên xem xe trực tiếp. Không có này thì em sẽ cố gắng tạo điều kiện cho anh tìm thêm con khác nhé. Đời cao hơn thì đấy, anh cân đối con này. K140 đã 2014. Nếu như mà cao hơn nữa thì có thể là cân đối về những cái mẫu xe dòng xe Kia K165 thì được đời 2015, 16, 17. Tầm tiền nó xấp xỉ, nếu mà đời 2015 thì nó đang tầm tiền từ 275, 280 cho tới 315, 320 nhá. Đó. Đây nó cao hơn rồi đây. Cao hơn anh nhảy hẳn lên bọn này đi. K165 thì tải 2,4. Đấy, đời cao nhất là đời 15, 16, 17. Đấy, đây chiếc xe đời 17 này. Em cũng đầu livestream cũng chia sẻ mẫu xe này rồi. Đấy, anh em mà đang cần tìm khoảng khoảng tầm giá thế nào, em tư vấn cho nó dễ nhá. Em chào Tiến Hoàng, có Kia K125 đời 2014, 15 không anh, có luôn anh ơi. Đây. Chia sẻ cho anh Tiến Hoàng về những cái mẫu xe dòng xe Kia K125, 135 nhá. Cũng là một cái mẫu xe Kia K135. Đây, đây là một cái mẫu xe người ta đăng ký hạ tải để vào phố cho dễ thôi. Thực ra cái bản chất của nó vẫn là một cái mẫu xe tải trọng 1,3 tấn. Hạ tải xuống còn 990 cân. Nhá. Thùng của em này lọt lòng cũng là ok anh Thưởng, đợi em một tí em chia sẻ xong mẫu xe này xong em sẽ chia sẻ. Đây anh thấy chưa, anh thấy cuối bãi đấy, chính là em đầu trắng trắng nha. Đấy, dưới 100 triệu đấy nhá. Đợi em tí. Thùng kín có, thùng kín có ngay. Thế anh Hoàng đợi em nhá, em sẽ em nhắn tin cho anh, em sẽ chia sẻ cho anh cái mẫu xe thùng kín sau. Bây giờ trước khi đấy sẽ đến với cả anh Bùi Văn Thưởng về cái mẫu xe 9 tạ dưới 1 tấn. Đây, đây chính là em Taco Towner 750A. Tải em này thì nguyên tải của nó là 650 kg, dưới 1 tấn. Hiện tại cái mẫu xe này em đang để cái mức giá rất là hợp lý thôi nhá. Để đọc luôn cho anh em giá bán cho em này là 85 triệu nhá. 85 triệu đồng cho mẫu xe này. Đọc luôn giá bán cho anh em, mọi người gần như không phải đắn đo đâu nhá. 85 triệu đồng cho mẫu xe này. Taco Towner 750A. Thùng dài lọt lòng là 2,2 m. Máy xăng. Em này thì đời 2016 và hiện tại đời 2016 thì đăng kiểm vẫn đang là 1 năm 1 lần nhá. Đăng kiểm đang là 1 năm 1 lần.
Đấy, đời 2016, Taco Towner 750A. À, tầm tiền dưới 100 triệu và cụ thể trong livestream ngày hôm nay để cho anh em đọc anh em cái giá bán luôn nhá, là 85 triệu đồng. Cắt lỗ nhá, cắt lỗ em này luôn. Đấy. Đăng kiểm còn dài lắm, đăng kiểm tới tận tháng 3 năm sau cơ. Nhá, đăng kiểm tới tháng 3 năm sau cơ. Đấy. Anh Hảo đang hỏi muốn về cái con K165 à. Rồi ok anh nhá. Đấy, 85 triệu đồng anh thưởng nhá. Anh thưởng quan tâm cái mẫu xe này thì anh thưởng nhắn tin cho em nhá. Để cho anh nghe mức giá sốc nhiệt luôn, 85 triệu đồng thôi. Towner đời 2016 nhá. Ok. Đấy, để sốc nhiệt cho anh, 85 triệu. Em này thì có gì nhỉ? Em này có quạt gió này. Có quạt gió này, có cả điều hòa. Xe hai chỗ, ghế nỉ. Em này thì luồn lách nó dễ nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn, máy xăng. Bọn này thì khoảng tầm 6-7 lít xăng trên 100 cây. 7 lít nhá, tầm 7 lít trên 100 cây. Đó ok. Tiếp lại quay lại về câu hỏi ở đây lại có mấy câu hỏi của anh nhỉ. Anh Tú Bắc Giang này, xem dòng 3.49 đi. Chị rồi. Ok. 3.49. Rồi. Anh Tân thì anh hỏi về K135-15. Anh Hùng thì hỏi về K125-25. Anh An thì hỏi về IZ65. Rồi ok. Ở đây, lại tiếp tục chia sẻ cho anh em lốt đang ở cái khu vực quanh quẩn khu vực dưới này thì chia sẻ lốt cho anh em nhé. Thêm một đây, trả lời câu hỏi của anh K135 trước. Đây nhá. Kia K135 đời 2015. Xe không lỗi gì cả. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Máy móc zin nhá. Máy móc zin nguyên bản. Hiện tại cái mức giá đang chia sẻ cho anh em cái mẫu xe này, đọc luôn cái giá chia sẻ cho ngày hôm nay luôn là 235 triệu đồng nhá. 235 triệu đồng cho mẫu xe Kia K135 này. Thùng nó vẫn dài y xì, máy móc y xì dòng xe Kia K125. Có mỗi tội là cái ông này là vào phố, đăng ký vào phố này, biển Hà Nội đăng ký vào phố, thế là ông ấy 1 tấn 35 ông ấy đăng ký hạ tải xong còn 990 cân thôi. Đây. Ở Thường Tín Hà Nội này. Đây, 990 cân. Xe thì toàn bộ tổng thành xe không lỗi gì cả. Đăng kiểm thì còn tới tháng 10. Đấy, đăng kiểm thì còn tới tháng 10 năm 2023 nhé. Đó. Địa chỉ của em ở thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Anh nhắn tin đấy, xong một tí nữa sau khi kết thúc livestream em sẽ nhắn tin trả lời tin nhắn từ của từng anh một nhé. Lại mưa rồi. Rồi ok. K165-17, ok, K165-17 thì em đang có cái mức giá tầm 300. Thực ra là về lại thì hơi khó, bây giờ đăng ký hạ tải rồi thì nó sẽ giữ nguyên tải thế thôi. Còn nếu không thì có thể là mình cân đối sang một số ấy. Cần đời cao hơn thì có thể cân đối dòng xe K125 đấy, 2016. Hoặc như đây, em này thì là em đấy, em lại được, em này K125 đấy, 2015 đây. Tải vẫn là 1.25 đủ nhá. Tải vẫn là 1.25 đủ. Đấy. Nhá, K27 sao, K27 đang có rất nhiều, tầm tiền từ 160 anh nhá. 150-160 đủ cả. Ôi nhiều thế nhắn quá. Dòng ok nhá, đấy. Anh em mà đang cần thì có thể nhắn tin trực tiếp lại cho em. Sau đó em sẽ nhắn tin chia sẻ riêng lại cho. Thực ra là nâng tải lại không nâng được anh nhá. Hạ thì hạ được nhưng bây giờ không thể nâng lại lên được nhá. Đấy. Không nâng được nhá. Đó ok. K125 thì đây, K125 hiện tại em đang chia sẻ với cái mức giá em này thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút. Em này thì giá sẽ khoảng tầm 245 triệu nhá. 245 triệu đồng. Cũng là đời 2015. Và em này thì em bao rút hồ sơ cho anh em rồi nhá. Em bao rút hồ sơ cho anh em rồi và anh em lên xem xe trực tiếp cái mức giá 245 triệu này thì em vẫn còn có bớt nhá. Ôi chết mưa rồi nhá. Em vẫn còn có bớt cho anh em nhá. Đấy, vẫn còn có bớt. Đấy. Ok. Một thôi bây giờ thời điểm đang mưa rồi. Đây 3.49 đây, rất là nhiều từ dòng IZ65, dòng xe Olin 350 New, Olin 700. Đang có rất là nhiều. Đây là Olin 2.5 đây, IZ65 2.5 này. Đấy. Rồi ok. Thôi tạm thời trời đang mưa rồi. Mà trời đang lắng mưa là dễ ốm lắm. Em xin phép anh em nhé. Em vào trong kiếm chú mưa tí. Anh em mà đang cần cái thông tin về cái mẫu xe nào thì nhắn tin bình luận nhá. Một xíu nữa em sẽ trả lời tin nhắn của từng sếp nhá. Ok anh em, cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi cái livestream ngày hôm nay. Và em là Trọng Xe Đẹp. Cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở cái livestream vào ngày mai. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và đã bình luận ở trong livestream này. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. Chúc các bác có một bữa trưa ngon miệng nhá. Em là Trọng. Xin chào.